Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cách mình đã kiếm 750 đô chỉ trong vòng 5 phút ở trên Binance như thế nào. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Đây là video bài 10 đầu tư Bitcoin và đây là hành trình đầu tư Bitcoin của mình. Ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách mình đã kiếm 750 đô chỉ trong vòng 5 phút ở trên Binance như thế nào. Thực ra cái cách này thì cũng không có gì nhiều, nhưng mà để thực hiện cái cách này thì bạn nên là người nắm giữ BNB và nắm giữ BUSD. Thì đây là cái cách mà mình nghĩ là nó khá là an toàn, cũng khá là tiện. Tiện trên con đường kiếm tiền đầu tư coin thì chúng ta kiếm thêm thôi, chứ đây không phải là cái mục đích chính. Ok, thực ra thì với cái cách này mình đã cũng làm một cái video rồi và có nhiều bạn đưa ra nhiều cái ý kiến khác, nhiều cái có thể nói là hai chiều cũng có, ủng hộ cũng có, nói là an toàn, nói là tốt, nói là mình đưa ý kiến đúng cũng có, mà có những bạn đưa ra những cái ý kiến khác, ví dụ như trái chiều về nói là cầm số tiền như thế mà đầu tư thì cũng không hay, rồi là cái này cái kia thì tí mình sẽ nói. Ở cuối video thì mình sẽ trao giải cho 10 bạn. Ở trong cái video trước thì mình đã nói rồi, trao giải cho 10 bạn, mỗi bạn 5 đô. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề ngày hôm nay. Ở trên màn hình của mình là Launch Pool của Binance. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy là Launch Pool của Binance này nó có một cái đồng là đồng 2. Các bạn có thể stake cái đồng BNB và BUSD vào đây để các bạn farm. Sau đó ra được tiền, ra được đồng coin thì các bạn có thể bán luôn nhé. Giá của đồng 2 này đang là tầm 16 đô. Và tại sao mình lại đưa các bạn vào Launch Pool này? Bởi vì cái cách mình kiếm là Launch Pool và Launch Pad. Cái đồng VOSI này chính là cái đồng mà mình đã kiếm được 750 đô chỉ với 5 phút. Và cái việc mình làm rất là đơn giản thôi. Đầu tiên mình lock số BNB của mình vào và sau đó chờ phân phát theo số lượng BNB. Và số BNB của mình lúc đó là rơi vào tầm hơn 70 đồng, hơn 70 đồng BNB. Và mình sẽ có được 264, đây, mình có được tầm 264 đồng VOSI này. Và với 264 này thì mình bán được giá tầm 3 đô, không phải là giá cao nhất. Mình chỉ bán được cái tầm giá tầm 3 đô thôi. Sau đấy nó tăng lên 4-5 đô. Nhưng mà thôi, coi như là được của may rồi đúng không? Trên con đường hold BNB và BUSD của mình thì coi như đây là con đường tiện thì kiếm thêm. Và mình đã bán được với giá 3 đô. Tổng hai cái giao dịch này như các bạn có thể thấy ở đây là tầm 750 đô. Và đây là cái cách mình kiếm đấy. Các bạn có thể nghĩ rất là đơn giản thôi. Ở với cái cách này ấy, thì cái việc của bạn là một, nếu như bạn là một người muốn giữ những đồng BNB như mình và bạn nắm giữ đồng BNB đã có lời thì các bạn có thể cho vào đây thêm những cái mục như thế này thì các bạn có thể gọi là kiếm thêm trên con đường kiếm tiền của chúng ta, kiếm thêm giống như gửi tiết kiệm thôi, nhưng mà nó sẽ có được những cái lợi hơn. Cùng là gửi tiết kiệm nhưng các bạn có thể thấy là khi các bạn gửi tiền tiết kiệm ấy, thì nó chỉ ra được số tiền đó thôi, nhưng đây sẽ là giống như những cái món quà bất ngờ ấy, những cái giải thưởng đó. Thì cái việc của chúng ta tham gia vào mà 100% là ăn thì tại sao các bạn không tham gia, đúng không? Mình dám khẳng định với các bạn luôn, 100% khi các bạn tham gia vào đây là ăn. Số tiền mình bỏ ra là tầm 50 đô khi mà tham gia vào cái VOSI này, và số nó nhân lên là 15 lần thành 750 đô, cũng tốt mà đúng không? Nhưng điều kiện tiên quyết là các bạn phải có BNB như mình. Ok, vậy thì mình sẽ đi tới một cái vế khác, đó là một vài cái bình luận của các bạn. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là có một bạn tên là Donald Trump, bạn ấy comment là ông có 4 tỷ, ông kiếm ngày 40 đô, vãi thiệt. Ở trong video bài số 5 đầu tư Bitcoin của mình ở trên kênh thì đây, cách mình kiếm 40 đô trên ngày, cũng là nói về Launchpad, Launch Pool này. Thì các bạn có thể thấy là có nhiều ý kiến như thế này, thì mình đưa ra những cái ý kiến bình luận nó khác với mình để chúng ta có thể so sánh. Thực ra ở trong video đấy các bạn có thể xem lại nhá, mình nói rất là kỹ và mình cũng dặn rất là kỹ. Trên con đường của mình thì mình quyên quyết đầu tư theo kiểu là mình có góc nhìn riêng. Tức là góc nhìn của mình là trên con đường đầu tư thì mình sẽ mua dần BNB. Và số BUSD đấy là mình giữ lại để những cái lúc khi mà giá nó giảm thì mình mua thêm. Hoặc là cứ đến tuần là mình mua thêm DCA. Mục tiêu cuối cùng của mình là tích trữ được càng nhiều BNB càng tốt, để cuối cùng khi nó tăng thì mình lại thật lớn ở về đó. Nhưng những cái bạn này, bạn comment ấy, là cái bạn ấy nhìn chỉ là 4 tỷ chỉ để kiếm được 1 triệu. Không phải, cái góc nhìn của họ không phải nhá. Cái 1 triệu một ngày đấy ấy, nó chỉ là cái phụ thêm thôi. Tức là có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng tại sao chúng ta không tìm cách kiếm thêm? Đây, ở đây có một bạn khác là 170.000 thì đi stake một ngày tối đa lãi kép 100 đô. Còn 170.000 này đi một đồng
mua một đồng coin top như ETH và thậm chí là BTC chỉ cần tăng được 1% là 1.700 đô, nhiều khi không tới một ngày. Đi stake farm có quá rườm rà không? Thực ra quan điểm của bạn ấy cũng rất là đúng. Khi chúng ta cầm được 170.000 thì các bạn đi farm, đi stake và đi làm những cái việc khác thì có thể là quá là rườm rà. Khi mà các bạn cầm này, các bạn mua vào, ok, thì đấy là việc khi mà chúng ta mua được một đồng coin và nó lãi lên 10% chẳng hạn, các bạn lãi 17.000, ngon mà đúng không? Nhưng các bạn không nghĩ đến vế rủi ro à? Đúng không ạ? Vế rủi ro là gì? Vế rủi ro là nếu nó giảm 5-10% giống như ngày hôm nay thì sao? Giống như lúc này thì sao? Mình sẽ cho các bạn xem. Giống như cái lúc này, khi mà mình đang ngồi đây thì Bitcoin nó giảm xuống 46.200, Binance 525 và E3800. Vậy thì những lúc này thì sao? Những lúc mà giá nó giảm như thế này thì sao? Thì có phải 170.000 mà các bạn giảm đi 10% là các bạn âm 17.000 không? Đúng không ạ? Nhưng theo quan điểm của mình, như mình đã nói ở trước, mình cầm BUSD và đến cái thời điểm mà giá giảm mình mua thêm vào, giá giảm mình mua thêm vào, và mình có một cái kế hoạch dài 4 năm cho nó. Nếu mình đúng thì cuối năm nay và sang năm 2022 mình có thể chốt lời khi uptrend. Đấy là nếu mình đúng. Nếu mình sai thì mình liên tục mua, tiếp tục mua cho đến 4 năm sau uptrend tiếp theo mình chốt lời. Và khi đấy mình đã có rất là nhiều BNB để mình chốt lời rồi. Thì đó cũng là một cái cách, cũng là một cái hướng mà mình đã từng suy nghĩ tới. Tức là cái góc nhìn của họ là ngay lập tức, ngắn gọn và phải có lời ngay. Thì thực ra cái góc nhìn đấy cũng đúng, nhưng với điều kiện là bạn phải bắt được cái phần mà đủ để có lãi. Khi mà các bạn cầm một số tiền lớn như thế này, tầm 170.000, tức là tầm 4 tỷ đấy, thì đương nhiên cái áp lực đặt lên vai của bạn cũng sẽ rất là lớn. Kể cả bạn trade hay bạn hold thì việc của bạn khi mà đập một cục vào, nó buộc bạn phải đúng, nó buộc bạn phải thắng, nó buộc bạn phải chính xác. Nhưng cái làm theo cách của mình thì lại khác. Mình không cần hoàn toàn chính xác, mình chỉ cần giá vừa đủ, vừa ok thôi. Mình mua vào một ít, mua vào một ít, mua dần. Thì rồi sẽ đến một lúc khi mà cả thị trường đi lên, đồng coin của mình đi lên, và nó sẽ đem lại lãi cho mình rất là nhiều tại lúc đó. Còn cái phần mà 40 đô đến 100 đô một ngày này thì nó chỉ là phần thưởng thêm thôi. Và có một bạn cuối cùng mình muốn đưa ra là làm sao có 67 BNB và 130.000 BUSD thì bạn không nói. Thực ra thì mình có nói rồi, trên kênh của mình đưa rất nhiều kiến thức, và các bạn cứ xem trên đó, thực hành, rèn luyện, cày cuốc đi. Bọn mình cũng cần phải có rất là nhiều năm tháng bọn mình làm thì mới lên được đến ngày hôm nay mà. Đâu có phải số tiền này là một phát từ trên trời rơi xuống đâu, đúng không? Khi các bạn làm như thế này thì các bạn cứ dần dần tích lũy, thì việc mà chúng ta kiếm được tiền nó sẽ dần dần nó đến thôi. Các bạn muốn có số tiền to thì các bạn phải có số tiền nhỏ và bạn quản lý được nó, thì rồi bạn mới kiếm được tiền to. Đấy là điều chắc chắn mà ai cũng phải theo con đường đó. Nếu tao có số tiền đó, hoặc là nếu tôi gì đó, thì tôi sẽ stake con pancake còn nhiều hơn đấy, hơn 3 tỷ Việt Nam mà mỗi ngày chỉ kiếm 1 triệu thôi à. Các bạn nghe cái câu này thì các bạn có thể hiểu như này. Thường những người nói là nếu mà có số tiền đó thì họ sẽ làm cái này làm cái kia, thì sẽ có một sự thật ở đây là họ không có số tiền đó. Đáng buồn là như thế. Bởi vì khi họ có số tiền đó rồi thì họ sẽ nghĩ khác giống như mình. Các bạn cứ nghĩ như này, tại sao mình cầm 170.000 tầm 4 tỷ mà mình lại chỉ đi vào lunchpad, lunch pool rồi các thứ khác? Bởi vì họ không nhìn được bức tranh toàn cảnh, họ không biết được mình có thực lực là tổng tiền của mình bao nhiêu, mình đầu tư những cái gì. Pancake thì mình cũng có chứ không phải là không. Đương nhiên là mình cũng có nghĩ đến cái vế mua pancake rồi đi farm, đi stake. Thế họ không nghĩ đến lúc mà pancake nó đi xuống à, đúng không? Pancake mình sẽ làm một video khác, thậm chí mình còn kiếm được lời 100% với nó rồi cơ. Thì mình sẽ làm cho một video khác, mình sẽ không nói trong video này. Nhưng mà một điều mình muốn nói ở đây là thường những cái người mà nghĩ đến những cái vế là họ sẽ làm được kiếm nhanh hơn, nhiều hơn với số tiền đó, thì một là họ không có vốn đó, và thứ hai là họ thiên về cái vế quá là rủi ro. Mình thì mình không làm những video quá về rủi ro. Bởi vì như thế nào? Bởi vì là những cái bạn mà đang xem video hoặc những cái bạn mà muốn chia sẻ, xem những video chia sẻ của mình thường là những người mới, và mình hướng cho họ về cái an toàn chứ không phải là hướng về cái siêu mạo hiểm, siêu rủi ro nhưng lại siêu lợi nhuận. Cái đó mình không làm, bởi vì các bạn vẫn còn quá là mới và các bạn thực sự là không chịu được cái rủi ro đấy đâu. Khi mà thị trường sập ấy thì ai cũng đu nếu mà là người mới. Thế nên ấy, mình hướng tới những cái an toàn thôi. Những cái an toàn thực sự thì mình đưa cho các bạn. Vì thế có thể chậm, có thể ít đấy, nhưng các bạn nghĩ xem, những người có vốn ít cũng có thể làm được. Nó ít thôi, những người có vốn nhiều cũng có thể làm được, và nó an toàn. Kể cả bạn cầm
Bạn cầm 2, 3 tỷ, 4 tỷ, bạn đi mua một lô đất thì bạn muốn là gì? Muốn nó an toàn và sau đó tăng dần giá theo thời gian, chứ không phải là bạn mua vào bạn muốn kiếm cái lợi nhanh nhanh chóng chóng là 1-2% rồi 1-200 triệu, đúng không ạ? Mà cái bạn muốn là gì? Cái bạn muốn là lâu dài và thậm chí để lại cho con cháu. Vậy thì cái này cũng thế, đây là một cái cách mà trên con đường bạn xây dựng tài sản, xây dựng sự giàu có thì tiện bạn kiếm thêm. Đây có thể nói là tiền cà phê, đây có thể nói là tiền để bạn làm cái này làm cái kia, thêm thắt vào một chút để lo cho gia đình, làm mua một cái gì đó mà bạn thích. Thì đó là về cái quan điểm của mình khi mà nói về cái này. Ok, cái đồng 2 này thì mình nghĩ là các bạn có thể tham gia thử. Mình thì mình cũng đã lock vào rồi để mình xem thử một ngày nó sẽ ra là bao nhiêu cái đồng này và bán được bao nhiêu đô. Hiện tại thì đồng này đang có giá là tầm 16, 15 đô gì đó. Để xem đến ngày mai thì như thế nào. Ở trên kênh của mình thì có bộ video về coin cho người mới bắt đầu rồi, là cái bộ màu đỏ này. Các bạn có thể vào danh sách phát cũng có. Đây là bộ này, hoặc ở trang chủ cũng có luôn. Các bạn cứ kéo xuống là thấy. Đây là cái bộ mà dành cho tất cả những người mới, các bạn nên xem. Nó có toàn bộ những kiến thức cần thiết nhất, quan trọng nhất để các bạn có thể học, kiếm tiền, đầu tư. Và trên channel Telegram của mình thì mình cũng có một channel là CNCoin. Ở dưới phần mô tả video thì mình cũng có để link rồi, các bạn có thể vào đây. Đây là nơi mình chia sẻ những quan điểm của mình, những kiến thức đầu tư của mình và cái hành trình đầu tư của mình cũng ở đây. Ok, nói vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục quay số để xem bạn nào có may mắn nhé. Ok, bạn Clover, anh thấy ADA DAO ổn không anh? Đây sẽ là bạn đầu tiên mà nhận được giải của mình. Tiếp theo, bạn Danh Đại, cảm ơn Ad chia sẻ hữu ích ạ. Chúc anh sức khỏe và ra được nhiều video hữu ích, đang có trên web 3, mong anh ra video chia sẻ. Ok, đây là bạn thứ hai. Mình sẽ quay tiếp để xem bạn thứ ba là ai. Nguyễn Văn Luân, 1.000 đô khi mua low cap thôi, chia nhỏ không được bao nhiêu Ad ạ. Ok, đây là sẽ là bạn thứ ba nhé. Tiếp theo, bạn Định Ất, video hữu ích là bạn thứ tư. William, hay quá anh ơi, là bạn thứ năm. Long Trần, chúc kênh ngày càng phát triển và thành công là bạn thứ sáu. Phước Phan, cách quản lý vốn hiệu quả và hay quá anh. Cảm ơn anh đã chia sẻ, chúc kênh ngày càng phát triển hơn nữa là bạn thứ bảy. Hiếu Lê, xem xong video nhận 5 đô, năm sau lên 1.000 đô là bạn thứ 8. Chúc bạn cầm 5 đô này và lên được 1.000 đô nhé. Bạn Đại Lý Á Châu, cảm ơn Trọng, mình sẽ luôn đồng hành cùng team là bạn thứ 9. Bạn Đạt Nilo, hay đó, ủng hộ em ra nhiều video là bạn thứ 10. Và đến đây thì video của mình cũng đã trao giải cho các bạn rồi. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cách mình đã kiếm 750 đô trên Binance trong vòng 5 phút như thế nào. Với bạn thì sao? Đây có phải là một con đường an toàn, hiệu quả mà các bạn muốn đi theo hay không? Các bạn nghĩ thế nào? Các bạn có thể comment cho mình biết nhé. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy comment xuống cho mình biết. Share nó cho bạn bè của bạn, cho mình một like để ủng hộ kênh, thì hãy subscribe kênh nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.